Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Mọi người nghỉ Tết như thế nào, có vui không? Hơi tiếc một chút thì là Tết xong thì lại dịch, thế nên là nhu cầu học tập này cũng như là họp online tại nhà rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một mẫu laptop có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu đó thì đừng bỏ lỡ video này nhé. Và trong video lần trước thì mình đã review về em Acer Swift 3 phiên bản màu hồng cam vô cùng trẻ trung, năng động và cực kỳ hợp với các bạn nữ. Và vẫn với cấu hình như thế, vẫn là Acer, nhưng mà mức giá rẻ hơn, thiết kế phổ thông hơn, phù hợp với nhiều người dùng hơn thì Acer Aspire 5 sẽ là mẫu laptop mà mình giới thiệu trong video ngày hôm nay. Sự thay đổi lớn nhất mà phải nói đến đầu tiên chính là phần bản lề. Thay vì bản lề được đặt trải dài chính giữa thì với phiên bản Aspire 5 mới nhất này, Acer đã thay bản lề bằng bản lề dạng nâng. Và với bản lề dạng nâng này thì các bạn sẽ dễ dàng thao tác hơn với chiếc laptop của mình. Khi sử dụng sản phẩm thì sẽ có một góc nghiêng nhất định. Ở đây thì khi mở màn hình ra tối đa sẽ là một góc là 135 độ. Về góc nhìn này cũng như là về trải nghiệm đánh máy sẽ có cảm giác thoải mái hơn và dễ chịu hơn rất là nhiều so với bàn phím phẳng thông thường. Và với bản lề này thì các bạn hoàn toàn có thể mở được bằng một tay rất là dễ dàng. Phía dưới phần bản lề còn có phần phít cao su sẽ giúp nâng đỡ cũng như là cố định máy khi đặt được ở trên bàn này. Và dòng chữ Aspire cũng được Acer đặt phía dưới phần bản lề này luôn. Nói chung thì về phần thiết kế không có gì quá khác biệt so với những dòng Aspire cũ. Toàn bộ phần khung và bề mặt 3 phần của Acer Aspire 5 được làm từ chất liệu nhựa cứng, được phủ sơn giả nhôm và chỉ có duy nhất là phần nắp màn hình này thì được làm bằng hợp kim nhôm trắng với là màu bạc rất là sang trọng. Và với họa tiết phay xước này thì sẽ đem lại vẻ ngoài rất là sang trọng này và đặc biệt là không bám vân tay lên bất kỳ bề mặt nào của sản phẩm cả. Và với mức giá hơn 16 triệu đồng, trọng lượng chỉ có khoảng là 1,46 kg, mỏng có 19,95 mm thì đây chắc chắn là mẫu laptop mà mình thấy rất là thích hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, dân văn phòng. Màu sắc thì cực kỳ trung tính với thiết kế rất là đơn giản nhưng mà tinh tế thì phù hợp với hầu hết tất cả mọi người dùng. Mở máy ra thì chúng ta sẽ có phần màn hình với hai cạnh viền hai bên mỏng, cạnh trên và dưới thì hơi dày một chút và có chứa webcam. Và ở đây thì màn hình này là màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền là IPS LED LCD. Vì đây là màn hình chống chói thế nên là chất lượng hình ảnh hiển thị cũng khá là sắc nét này, khá mịn. Và với trải nghiệm cơ bản của các bạn khi làm việc xem phim thì theo mình màn hình này sẽ là đủ. Và một điều đặc biệt trên chiếc Acer Aspire 5 mà mình thấy cực kỳ hữu ích nhất là trong mùa dịch này, đó chính là có công nghệ camera độc quyền vượt trội với thấu kính làm bằng pha lê sẽ giúp bảo toàn 90% lượng ánh sáng cần thiết này, giúp hình ảnh luôn rõ nét kể cả trong điều kiện thiếu sáng. Và có một công nghệ độc quyền nữa đó chính là giúp triệt tiêu tiếng ồn, giảm tạp âm và khi các bạn học online hoặc là video call sẽ đem lại hiệu quả cao hơn rất là nhiều. Về phần bàn phím này thì bàn phím sẽ được thiết kế là bàn phím full size, không có bàn phím số và có đèn nền phím. Về phím bấm thì sẽ được thiết kế khá là nhỏ, thế nhưng mà thay vào đó sẽ là khoảng cách giữa các phím được coi là hợp lý này, liền mạch rõ ràng giúp các bạn dễ nhận biết. Phần nút nguồn thì sẽ được tích hợp luôn ở phía góc bên phải của chiếc bàn phím này. Vì phím bấm thì sẽ có độ nảy khá là tốt, tốc độ phản hồi nhanh. Về nói chung là laptop văn phòng thì bàn phím mình không có gì để chê cả. Touchpad thì sẽ được thiết kế khá là rộng rãi với bề mặt ở đây là mịn này, không có vách ngăn giữa chuột trái và chuột phải. Tuy nhiên khi thao tác với bàn phím di chuột này thì phím bấm chuột trái và chuột phải có vẻ hơi cứng một chút, thế là các bạn chắc là sẽ cần một thời gian để làm quen với việc này. Sở hữu Intel Core i5 thế hệ thứ 11 mới nhất 1135G7 với 4x8 luồng, RAM 8GB, trong đó thì sẽ có 4GB RAM được hàn chết trên bo mạch này và 4GB RAM còn lại thì các bạn hoàn toàn có thể thay bằng lên là 8GB RAM lên đến tối đa là 12GB RAM. Ở đây thì sẽ là ổ cứng 512GB, đồ họa tích hợp là Iris Xe Graphics có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ như là văn phòng giải trí cơ bản, Word, PowerPoint, Excel, trình chiếu, học hành online qua Zoom vô cùng thoải mái. Cổng kết nối thì theo mình là đầy đủ với một mẫu laptop văn phòng, khi ở đây chúng ta sẽ có 3 cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một cổng RJ45, một jack audio combo, một cổng nguồn và một cổng USB Type-C. Ngoài ra thì sẽ tích hợp Wi-Fi 6 cho tốc độ kết nối nhanh hơn 4 lần so với thế hệ trước này, loại bỏ độ trễ này, giúp đường truyền internet của các bạn đáng tin cậy hơn. Thời lượng pin thì có thể lên đến 9 tiếng đồng hồ, rất là phù hợp để làm một chiếc laptop văn phòng. Và nếu như mà mọi người có thắc mắc gì về sản phẩm này cũng như là chót yêu thích em này rồi thì đường link của sản phẩm cũng như là tất cả các chương trình khuyến mại mình sẽ để ngay dưới phần link mô tả ngay dưới nhá. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.